đôi nam nữ rủ nhau vào nhà nghỉ phê ma túy, ôm theo cả trẻ nhỏ. Khi lực lượng chức năng mở cửa phòng nhà nghỉ phát hiện một đôi nam nữ đang sử dụng ma túy. Lúc này, đối tượng nam hung hãn dùng dao lao tới đâm vào tổ công tác nhiều nhát. Thời điểm này trong phòng có cả một cháu bé chỉ khoảng hơn 1 tuổi. Đại tiệc phê ma túy của dân chơi trong ngày mừng sinh nhật. Ngày 25 tháng 4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lê Thị Khánh Trâm, 34 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Cặp nam nữ sử dụng ma túy thời điểm bị bắt quả tang. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng tiến hành đã bàn giao đối tượng Hoàng Dân Thắng, 31 tuổi, ngụ huyện Cờ Rông Ana, cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 4, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kiểm tra nhà nghỉ ở đường Lý Thường Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuột, và phát hiện có một phòng có các đối tượng đang sử dụng ma túy. Khi tổ công tác gặp vào bắt quả tang thì đối tượng Thắng lập tức dùng một con dài nhọn dài đâm liên tiếp vào tổ công tác khiến một chiến sĩ bị thương ở tay. Ngay sau đó, đối tượng lập tức bị khống chế và đưa về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ. Bước đầu, đối tượng Trâm khai đang làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh và có quen biết với một người, chưa rõ danh tính, ở tỉnh Đắk Lắk. Ngày 21 tháng 4, người này chuyển cho Trâm 10 triệu đồng nhờ mua ma túy đá rồi mang về Đắk Lắk thì sẽ được trả công 2 triệu đồng. Ngày 23 tháng 4, Trâm mua ma túy rồi đón xe khách về Đắk Lắk và đã điện thoại cho Thắng để mượn 400.000 đồng trả tiền xe rồi rủ Thắng vào nhà nghỉ để sử dụng ma túy. Khi cả hai đang sử dụng ma túy thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang. Thời điểm này trong phòng có cả một cháu bé chỉ khoảng hơn 1 tuổi. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.